Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, vào thứ năm tuần trước, chúng tôi có gửi đến tin tức là ở một cái công viên ở New York xảy ra một cái vụ án táo tợn, đó là có một bé gái chỉ mới có 13 tuổi đang chơi trong công viên nhưng mà bị một cái kẻ đàn ông lạ mặt dùng dao uy hiếp bé gái đang chơi với một đứa bạn cũng 13 tuổi khác. Vậy mà hai đứa nhỏ bị cái tay này dùng dao uy hiếp kéo vào một cái khu bụi cây rậm rạp rồi y đã tấn công tình dục cưỡng hiếp bé gái. Thì từ tuần trước cho đến nay, may mắn làm sao mà vào ngày hôm qua, cảnh sát New York với cái sự phối hợp của người dân xung quanh vùng đó, họ đã bắt được cái tên nghi phạm này. Thưa quý vị, thì như chúng tôi thưa, cái chuyện xảy ra là ở cái công viên tên là Kitsuna Park, nó rất là rộng và có những cái khu vực đó là đi vào những cái con đường mòn là coi như gần giống như là rừng cây vậy thôi quý vị. Thì y dùng dao khống chế hai đứa nhỏ kéo vào đó, thì bây giờ có lời khai của hai đứa bé và bây giờ đã bắt được y, thì y khai như vậy. Và sau khi mà kéo hai đứa nhỏ vào cái khu vực này đó, thì y dùng dây giày cột tay hai đứa bé lại và tấn công tình dục bé gái 13 tuổi. Sau đó y lấy luôn hai cái cell phone của hai đứa nhỏ và y leo lên xe đạp chạy mất. Thì khi mà hai đứa nhỏ nó chạy thoát ra được đó, mới chạy lại ngay tại cái công viên này lớn, ngay kế bên có một cái trường học, thì hai đứa bé mới vào đó nhờ thầy cô ở đó gọi cảnh sát. Và nhờ cái lời mô tả thôi quý vị, cho nên là cảnh sát họ mới giống như là tìm tất cả các camera xung quanh khu vực đó, tại để họ xem thêm là có cái nghi phạm nào giống mô tả của hai đứa nhỏ lái xe đạp từ cái công viên chạy ra. Thì cuối cùng họ đã có được cái hình ảnh rất là rõ ràng và suốt gần một tuần đó họ đưa luôn một cái số tiền thưởng lên đến 10.000 Mỹ Kim thôi quý vị. Thì nhờ cái tiền đó mà có một người đàn ông, ông này ổng tên là Jeffrey Flores thưa quý vị, cư dân sống ở ngay cái khu vực đó luôn. Thì ông nói là ông nhận ra cái tên này là ông nói là ông thường hay đến cái tiệm liquor ngay kế bên cái công viên, thì ông nói là ông gặp cái tên này rất là thường và ông nói là ông biết luôn cái tên này là một di dân bất hợp pháp đang ở cái shelter ở gần ngay cái công viên đó. Cho nên là thế là ông Flores này chính là cái người mà đã giúp bắt được cái tay này. Thì ông nói là vào tối ngày hôm qua, ổng chờ nguyên một ngày cùng với một người bạn xin lỗi quý vị, ở tại cái tiệm liquor đó. Ổng nói là tại vì ổng nói là một tuần ổng gặp cái tay này cũng mấy ngày, thì ngày hôm qua ổng quyết định ổng chờ đến gần tối đó, ổng tưởng là không đến, ai ngờ cuối cùng y xuất hiện thưa quý vị. Thì sau khi mà y vừa mới mua ba cái đồ lắc nhắc gì ở trong liquor, thì hai người ông Flores và một người bạn đứng ở ngay bên ngoài, thì y vừa mới bước ra là họ nhảy ra, họ chụp cái tay này vào đánh y một trận. Thì quả thật y có cái hình xăm giống như đứa bé tả, là hình xăm cái đầu con sói và tóc quăng y như đứa nhỏ tả, hai mươi mấy tuổi thôi. Thì bây giờ đó, báo chí địa phương họ xác nhận được là tên tuổi của tên này thì không có, nhưng mà y 25 tuổi, là di dân bất hợp pháp đi vào Hoa Kỳ vào năm 2021 và từ đó đến nay y vẫn được cho ở cái khu vực shelter ngay kế bên cái công viên này. Và cái chuyện mà y phạm tội ác với một cái đứa bé 13 tuổi ngay thanh thiên bạch nhật như vậy khiến cho cư dân sống xung quanh khu vực này, thứ nhất họ vừa phẫn nộ và thứ hai là họ rất là hoang mang, tại vì người dân ở đây họ nói là cái công viên này đó rất là nổi tiếng, xung quanh ngày nào cũng có con nít rồi người lớn, và ngay kế bên là có trường học, con nít nó vào công viên này nó chơi gần như mỗi ngày. Cho nên trước khi cảnh sát bắt được tên này thì người dân ở đây họ rất lo sợ. Nhưng mà ít nhất bây giờ cũng có những cái khuyến cáo đối với những phụ huynh và kể cả các thiếu nữ ra vào các công viên này. Trong khi đó, một nhà đầu tư khá là giỏi đã từng xuất hiện và là nhà phân tích tài chính cho CNBC.
Thưa quý vị, bản tin này hầu như mỗi sáng chúng tôi gửi đến quý vị là tin tức từ CNBC. Thế nhưng nhà phân tích tài chính này đã trốn khỏi nước Mỹ hoặc là đi đâu trong thời gian qua, Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị, ông này ông tên là James Arthur McDonald Jr., 52 tuổi, vừa mới bị FBI bắt vào thứ Bảy tuần trước ở tại Port Orchard của tiểu bang Washington sau khi mà ông đã lẩn trốn suốt 3 năm vừa qua vì cái tội là lừa đảo các nhà đầu tư để chiếm đoạt một cái số tiền lên đến gần 3 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Thì cái câu chuyện đầu đuôi đó là như quý vị biết, ổng vốn là một người làm kinh doanh và ổng thường xuyên xuất hiện ở trên cái chương trình cố vấn tài chính cho CNBC, cho nên là rất là nổi tiếng. Và khoảng năm 2021 đó, 2021, ổng có tổng cộng là 3 cái công ty, thưa quý vị, đặt headquarter ở tại Los Angeles. Công ty thứ nhất là Hercules Investment và thứ hai là Index Strategy Advisors. Thì ổng giống như là dùng tiền của những cái người đầu tư đó bỏ vào những cái hedge fund rồi mua cổ phiếu của những cái công ty xin lời thì trả tiền lời cho các nhà đầu tư. Thế nhưng đến năm 2020 thì ổng đã phạm một cái sai lầm lớn khi mà ổng quyết định bắt đầu vào một cái phương pháp đầu tư rất là mạo hiểm. Quý vị cũng nhớ là cái thời gian đó là dịch vừa mới bắt đầu bùng nổ, thì ổng lại đi cá cược vào cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ. Ổng dùng tiền đó, ổng cá là nền kinh tế sau cuộc bầu cử tổng thống đó là sẽ đi vào recession, suy thoái, cảm ơn anh. Tại vì vừa dịch rồi vừa giống như là bầu cử tổng thống xong, ông tổng thống mới lên có thể là không có làm được gì hết, người ta mất nhà, mất cửa, mất công ăn việc làm chẳng hạn như vậy. Thế nhưng ổng đã phạm sai lầm, thưa quý vị. Quý vị cũng nhớ là nhờ sự cứu trợ của chính phủ rồi những cái phương pháp mà hầu như là không ai bị mất việc làm cả, không hề có suy thoái, cho nên là cái đầu tư đó của ổng đó, ổng đã cá cược sai lầm. Toàn bộ tiền đầu tư ổng lấy của hai cái quỹ công ty Hercules với lại Index Strategy bị mất trắng, tổng cộng số tiền lên đến 785.000, thưa quý vị. Chưa hết, đó là có một cái nhóm khác nữa, là một cái nhóm nạn nhân riêng, những người này có thể là quen biết riêng với ổng. Ổng đã dụ người ta đầu tư vào tổng cộng một cái số tiền hơn 450.000, nhưng mà ổng lại rút lõi 175.000 đi ăn xài riêng. Ổng đi mua một cái chiếc xe Porsche và sau đó thì toàn bộ cái số tiền mấy trăm ngàn này cũng mất hết. Cuối cùng những cái người đầu tư này đó đã than phiền và họ khiếu nại với Ủy ban Giám sát Giao dịch Chứng khoán SEC, và SEC đã mở điều tra với ông này, thưa quý vị. Thì họ yêu cầu ông phải trình diện trước tòa, tại bây giờ có cái đơn kiện ổng. Thế nhưng ổng đã trốn lệnh truy nã, ổng không xuất hiện trước tòa. Thì phía SEC cho biết là đến cuối cùng tất cả những cái người investors cho hai cái công ty này của ổng nộp đơn kiện đó, thì ổng đã làm họ thất thoát tổng cộng là 3.810.000. Thì sau gần 3 năm trời trốn thì ổng đã bị bắt vào tuần trước ở Washington, nhưng mà bây giờ ổng sẽ chờ dẫn độ về California, thưa quý vị, tại vì hai cái công ty của ổng lừa gạt đều ở California. Điểm đáng chú ý đó là như Thảo Yên vừa trình bày đó, cái tên này lẽ ra không có bị bắt đâu, nhưng mà sau khi mà thua lỗ cái số tiền thực sự mà hắn đầu tư gọi là option đó, bởi vì quý vị có thể đoán thị trường sẽ rớt, sau đó mình đổ hết tất cả tiền mua cái thị trường nó rớt, thì nếu mà thị trường càng rớt bao nhiêu thì quý vị càng lời bấy nhiêu. Có những cái phương pháp đầu tư như thế. Hoặc quý vị nghĩ thị trường sẽ lên khủng khiếp luôn, quý vị bỏ tiền vào và nghĩ rằng thị trường sẽ lên. Nếu mà thị trường lên bao nhiêu thì cái tiền lời đó bấy nhiêu. Ông đổ hết tất cả tiền đến khi thua lỗ ầm một cái, không rớt mà nó lại đi lên, thì cái số tiền mà cách biệt đó cái người đầu tư phải chịu trách nhiệm. Mà trong đó đâu phải tiền của ông đâu, toàn là tiền đầu tư vào Hercules Investment. 30 tới 40 triệu đô la, tức là chỉ trong vòng một ngày khi mà thị trường nó không xuống,
đúng vào thời điểm đó quý vị mua những cái option đó, quý vị có thời hạn trong vòng 30 ngày. Trong vòng 30 ngày đó đến cái thời hạn đáo hạn á, mà cái giá cổ phiếu lúc đó nếu nó đi lên thì quý vị phải trả thêm tiền, bởi vì quý vị mua lúc nó xuống mà, quý vị mua để nói rằng cái thị trường nó đi xuống nhưng mà ngược lại đi lên, càng đi lên bao nhiêu quý vị phải bồi vào cái tiền lỗ đó bấy nhiêu, bởi vì quý vị mua cái giá của cổ phiếu nó đi xuống. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau bản quảng cáo. Đây là sản phẩm số 1 Nhật Bản được nhiều người tin dùng và sử dụng, giảm ngay các triệu chứng và biến chứng của tiểu đường như mệt mỏi, giảm thị lực, tê bì tay chân, loét bàn tay chân tiểu nhiều. 80% bệnh nhân đều giảm được lượng đường chỉ từ sau 2 đến 3 tuần sử dụng. Ngoài ra còn giúp lưu thông khí huyết, mỡ máu, thải độc cơ thể. Một hộp có 14 miếng, mỗi tối trước khi đi ngủ anh chị sẽ dán 2 miếng vào lòng bàn chân rồi đến sáng hôm sau bóc ra. Đang có bán tại Bảo Thi Shop 800 899 5565 hay 714 230 5591.